Video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn điền tờ đơn để tham gia bảo hiểm KKH. Lưu ý khi các bạn điền xong, các bạn sẽ phải nộp kèm theo một ảnh như ảnh hộ chiếu để bên bảo hiểm họ làm thẻ cho các bạn. Ở mục đầu tiên, các bạn điền ngày mà các bạn sẽ tham gia bảo hiểm KKH. Ở đây cũng chính là cái ngày mà các bạn sẽ bắt đầu học nghề như trong hợp đồng nghề của các bạn. Ngay bên dưới các bạn điền họ tên, mình lấy ví dụ Nguyễn Văn A, và bên dưới là tên khai sinh của các bạn. Và ở đây các bạn ghi ngày sinh của các bạn. Tiếp theo đó là đánh dấu vào mục giới tính. Và mục bên dưới là nơi sinh và quốc tịch. Tiếp theo ở mục này là địa chỉ của các bạn đang sinh sống hiện tại. Mình lấy ví dụ là Komaro Tracer 15. Tiếp theo đó các bạn điền số điện thoại và địa chỉ email. Ngay ở bên dưới là tình trạng hôn nhân, các bạn đánh dấu vào mục tương ứng. Mục tiếp theo đánh dấu vào Asupin Dender. Các bạn lưu ý ở đây các bạn sẽ điền địa chỉ, tên viện hoặc tên khách sạn của các bạn trong hợp đồng nghề. Ở đây cũng có thể gọi là địa chỉ công ty của các bạn. Ở đây mình chỉ lấy ví dụ nhé. Ví dụ mình đang làm điều dưỡng ở Schwegin. Mình sẽ ghi đầy đủ tên và địa chỉ của viện mình vào đây. Tiếp theo là ngày bắt đầu mình học nghề. Ở bên cạnh, các bạn ghi mức lương năm đầu tiên của mình. Mức lương của các bạn 3 năm khác nhau thì các bạn chỉ cần ghi lương năm đầu tiên vào thôi. Tiếp theo, các bạn hãy đánh dấu tích vào đây. Bởi vì trước khi đi học nghề, tất cả các bạn học viên tại VBS đều sử dụng bảo hiểm của Care Concept. Tiếp theo là thời gian các bạn đã tham gia bảo hiểm Care Concept. Tính từ ngày mà các bạn sang Đức đến trước ngày các bạn đi học nghề một ngày. Mình lấy ví dụ đi học nghề ngày 1 tháng 9 năm 2020 thì mình sẽ ghi ở đây là 31 tháng 8 năm 2020. Nếu các bạn không nhớ chính xác ngày, các bạn có thể ghi tháng cũng được. Và viết bên cạnh là PKV, Privat Krankenversicherung. Và cuối cùng các bạn đừng quên ghi ngày tháng và ký tên. Cảm ơn các bạn đã xem video clip.